Anh chị, các bạn, chúng tôi với Hoàng Dũng hôm nay được vinh dự đại diện cho gia đình của cô Tiến Triều. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và đón mừng, đón chào tất cả quý vị đến với cái đêm tưởng niệm của cô Tiến Triều. Hôm nay trong cái khán phòng rất là nhỏ nhưng rất là ấm cúng, hiện diện toàn là những người bạn của Tiến Triều, đặc biệt là những người trong giới văn nghệ sĩ. Để góp phần chào đón quý vị thì chúng tôi cũng xin giới thiệu qua những nhạc sĩ: piano là Trúc Sinh, keyboard là Trúc Tâm, trống là Huỳnh, Quang Bùi hoặc guitar và Anh Vũ Quyền bass. Chúng ta có mặt ngày hôm nay không hẳn chỉ để thưởng thức những tiếng hát, những tiếng đàn mà còn những câu chuyện buồn vui, kỷ niệm của chúng ta cùng với anh Ngô Tấn Triển. Và đặc biệt chúng tôi xin mời một người bạn rất thân của Ngô Tấn Triển và cũng là người tổ chức buổi tưởng niệm ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh chị cho một tràng pháo tay để đón chào anh Sĩ Dự. Lê Sĩ Dự xin được mời chào tất cả các anh chị, các bạn, người thân của anh Ngô Tấn Triển. Hôm nay các bạn hôm nay đến đây để mà đến với anh chị tôi hôm nay, dự rất là vinh hạnh hôm nay được đại diện cho gia đình của anh chị Lan cũng như là Crystal và Jenny để mà tổ chức cái đêm nhạc hôm nay. Lúc sinh thời thì anh chị rất vui nhộn, anh chị đem cái hài hước của mình đến với tất cả các bạn, các anh chị ở đây cũng như là tất cả các khán giả khắp nơi trên thế giới. Cho nên anh chị cũng đã từng chia sẻ với dự là một mai nếu như anh có qua đời thì anh cũng sẽ muốn thấy tất cả mọi người đến với anh vui vẻ chứ không có khóc lóc hay là cái gì hết. Cho nên dự vẫn nhớ cái điều này thì để mà thực hiện được cái điều này thì được cảm ơn tất cả các anh chị đã thương mến anh chị và đến đây với anh ngày hôm nay. Đó là một cái niềm dự rất là vinh hạnh được đại diện cho anh chị đứng ra để mà tổ chức chương trình hôm nay. Và bên cạnh đó một người nữa là dự cũng xin được cảm ơn, đó là anh Tuấn đến từ thành phố Denver. Anh cũng đã góp công rất nhiều trong phụ như một tay đi từ thuê từ cái ghế từ cái bàn chúng tôi đến đây từ sáng sớm để mà lo cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Tuấn và cũng xin được cảm ơn anh Tuyên cũng như cảm ơn các bạn và tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Mọi người hôm nay hãy lên đây hát với anh, với anh chị để cho anh chị được vui. Và quý vị thấy trên đây chúng tôi có một bộ trống để riêng đây. Và bộ trống này là đặc biệt hôm nay để dành riêng cho anh chị, để cho anh chị có thể chen với tất cả các anh em nghệ sĩ hôm nay. Cảm ơn được quý vị. Và vì là anh chị hôm nay rất là vui thấy được tất cả mọi người ở đây và xin được một lần nữa xin được tri ân, xin được cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn Sĩ Dũng. Chúng tôi có cái hình ảnh quen Sĩ Dũng là qua anh Ngô Tấn Triển. Khi mà Sĩ Dũng làm ra cái phong trà Lạc Cầm thì Triển có dắt chúng tôi đến, bảo là nó làm văn nghệ buổi tối nhưng mà mới mở thì cũng ế lắm, thành ra sáng phải bán cà phê. Thành ra chúng tôi đến uống cà phê với Sĩ Dự từ hồi Lạc Cầm mới thành lập và trải qua một thời gian rất lâu. Chúng tôi rất là quý mến Sĩ Dự, không hẳn chỉ là một nhạc sĩ tài ba mà còn một người bạn với một tấm lòng rất là chân tình. Và một lần nữa xin cảm ơn Sĩ Dự đã bỏ công ra để có một cái đêm tưởng niệm của chương trình ngày hôm nay. Và qua anh Ngô Tấn Triển chúng tôi biết Sĩ Dự và biết được rất nhiều các anh chị ở trong đây, nhưng mà một trong những người mà đặc biệt chúng tôi được quen biết qua anh Ngô Tấn Triển, một người đã dành cho chúng tôi, cá nhân chúng tôi rất là nhiều tình cảm giống như người trong gia đình, chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả các anh chị vợ anh Ngô Tấn Triển, chị Lan. Xin mời chị Lan. Và có cả Jenny là cô con gái mà anh Triển rất là tự hào. Và kính thưa quý vị, trước khi chuyển microphone lại cho chị Lan, dự cũng muốn xin được microphone này cảm ơn nhà sĩ Vũ Tâm cũng như là cảm ơn anh Nghị, hai người partner của Clara Studio
đã tạo những cái điều kiện rất tốt nhất để cho anh em chúng tôi có thể làm cái đêm nhạc này cho nhà sĩ Nguyễn Xuân Chiến. Và xin được gửi lời vâng cho chị Lan. Quý mến của anh Triển, tôi là Ngọc Lan, là vợ của anh Triển và đây là cháu Chini. Cháu này nó cũng có cái gen của anh Triển cho nên nó cũng có bi kịch. Dạ, thì với sự hiện diện của các bạn hữu ngày hôm nay, chúng tôi rất rất là trân quý tình cảm dành cho anh Triển. Và bây giờ thì anh Triển cũng muốn chúng ta sống vui, sống khỏe, cho nên tạm gác mọi cái thứ buồn phiền qua một bên. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng cùng nhau vui vẻ ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Jenny có lời gì muốn nói với các cô chú không? Jenny là con gái của anh Triển, giống như chị Lan nói là cũng có cái gene của anh Triển, nên là một nhà viết kịch rất là tài. Và được nhiều học bổng ở Berkeley, rồi còn được các giải thưởng. Thành ra Jenny chắc chắn là phải có những lời gì muốn chia sẻ với lại các bác, các cô, các chú ngày hôm nay. Dạ, con cũng nói là cảm ơn mọi người tới đây. Tại mấy người là coi nhà trong livestream, con chỉ muốn là con y hiệp với người ba không thôi. Con thích viết kịch, con ham chơi, con thích uống cà phê. Con xin mỗi người sống cái kiểu là vui vẻ. Giờ đây thì tổ chức cuộc đời của ba con chứ mẹ con. Xin cảm ơn chị Lan, xin cảm ơn chị. Lúc mà anh Triển còn xin thời, anh Triển bảo là vợ tôi đó, bà xã tôi may đồ giỏi lắm, Dũng có cần sửa đồ gì cứ đưa tới cho bà sửa. Quý vị nào mà từng sinh hoạt với trung tâm Asia thì biết chị Lan là cũng một tay quán xuyến các quần áo, các trang phục cho các ca sĩ. Và chị cũng phụ cho Thái Nguyễn trong cái công việc của nhà thiết kế này. Còn Jenny đó, lần đầu tiên mà chúng tôi đưa vợ, lúc đó là vợ chưa cưới, từ sang California và gặp anh Ngô Tấn Triển, thì ba người ăn uống với nhau, anh Triển lúc nào cũng nhắc đến Jenny và rất là tự hào với cô con gái mà chắc có lẽ không phải là chỉ có tài không, mà đặc biệt là cái tài viết kịch thừa hưởng từ bố. Thành ra chúng tôi cũng rất là hân hạnh gặp được Jenny ngày hôm nay. Xin cảm ơn con. Và như chúng tôi thưa với quý vị đó là phần lớn các anh chị ở trong đây chúng tôi được gặp là qua Ngô Tấn Triển, một người bạn đặc biệt mà chúng tôi gặp ở Việt Nam, là một ca nhạc sĩ rất là tài và được rất là nhiều các khán thính giả ái mộ. Và hôm chúng tôi đi xem anh trình diễn The White Horse, The Bar thì thật là phải nói là xúc động, bởi vì thấy một cái lối trình diễn không dám nói là có một không hai, nhưng mà quý vị phải thưởng thức để biết được cái tài năng của như thế nào. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng đón chào anh Đặng Lần.